Cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút, với các diễn biến theo hướng công kích đáp trả đầy kịch tính giữa hai ứng viên, đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Cả hai ứng viên đều đang dốc toàn bộ sức lực, nỗ lực từng ngày để chinh phục lòng tin của cử tri, đặc biệt ở những khu vực có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử và tương lai của nước Mỹ. Mặc dù việc bà Harris dẫn trước trong nhóm cử tri bỏ phiếu sớm là đáng chú ý, nhưng điều đó chưa thể khẳng định kết quả cuối cùng khi cả hai ứng viên vẫn còn rất nhiều thách thức trong việc chinh phục những cử tri dao động. Tiếp cận các cử tri dao động, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chiến dịch săn lùng từng nhà để tìm ra những cử tri cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định. Theo New York Times, chiến dịch trên được thực hiện dựa theo nhiều tháng nghiên cứu tỉ mỉ về những người Mỹ khó nắm bắt. Bên trong trụ sở chiến dịch tranh cử của bà Harris ở Delaware, đội ngũ phân tích đã dành 18 tháng để lập danh sách chương trình truyền hình và podcast mà các cử tri tại các bang chiến trường thường hay sử dụng. Đội ngũ của bà gán cho mỗi cử tri ở những bang này điểm từ 0 đến 100 nhằm xác định độ khó tiếp cận và kêu gọi bỏ phiếu từ họ. Trong khi đó, tại trụ sở của ông Trump ở Nam Florida, đội ngũ của ông gần đây đã cập nhật mô hình cử tri bang chiến trường. Họ phát hiện chỉ có 5% cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định, một nửa so với tháng 8. Đội ngũ của ông Trump gọi họ là mục tiêu có thể thuyết phục. Nhóm này có xu hướng là những người trẻ tuổi hơn, đa dạng về chủng tộc với thu nhập tốt hơn, thường sử dụng dịch vụ phát trực tuyến và mạng xã hội. Ông Trump đã nhiều lần xuất hiện trên các nền tảng này, bao gồm cả podcast, để hướng tới nam giới trẻ tuổi. Chiến lược công kích đối thủ. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang tiến vào giai đoạn nước rút, với các diễn biến theo hướng công kích đáp trả đầy kịch tính giữa hai ứng cử viên tổng thống. Cả chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump trong tuần qua đều sử dụng những chiến lược riêng để thu hút các cử tri còn dao động. Bà Harris tiếp tục gây ấn tượng với giới truyền thông bằng cuộc phỏng vấn trực tiếp với đài NBC và không quên công kích ông Trump. Tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Houston, diễn ra có sự góp mặt của ca sĩ Beyoncé, Phó Tổng thống Kamala Harris cảnh báo về mối đe dọa mà nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump gây ra đối với quyền tự do sinh sản của phụ nữ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thường đưa ra lời chỉ trích trực tiếp nhắm vào đối thủ về vấn đề sinh sản của phụ nữ. Ông Donald Trump vẫn từ chối thừa nhận sự đau khổ mà ông ấy gây ra. Phụ nữ đang bị từ chối chăm sóc trong thời gian sảy thai, một số chỉ nhận được điều trị sau khi họ bị nhiễm trùng huyết. Tôi không tin, ông ấy là một người nghiêm túc. Hậu quả của việc ông ấy trở thành Tổng thống một lần nữa sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cựu Tổng thống Donald Trump đáp trả. Chúng ta sắp đến đích và chúng ta đang dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò. Chúng ta sẽ không có Beyoncé. Có lẽ mọi người đã đến đó chỉ vì nghĩ rằng sẽ được nghe Beyoncé hát, đúng không? Và rồi bà ấy quay lại, Kamala bắt đầu nói, và đó là một thảm họa. Hôm nay tôi ở đây với thông điệp hy vọng cho tất cả người Mỹ. Tôi sẽ hứa với bạn, chúng ta sẽ chấm dứt được tình trạng lạm phát rất nhanh chóng. Chúng ta sẽ hạ giá thành xuống và tôi sẽ ngăn chặn tội phạm tràn lan vào đất nước chúng ta. Tôi sẽ mang giấc mơ Mỹ quay trở lại. Trong bài phát biểu với cử tri Michigan, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhắc tới cuộc tấn công đáp trả Iran của Israel và nhân cơ hội này để chỉ trích bà Harris. Cả bà Harris và ông Trump đều đang dồn lực tung ra hàng loạt con át chủ bài mang tính quyết định trong giai đoạn nước rút cuối cùng trước ngày bầu cử 5 tháng 11 sắp tới. Dù thế trận hai bên đang đặt ra là gì, cũng sẽ đều hứa hẹn tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, kịch tính khiến cho việc dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ càng trở nên hồi hộp hơn. Đưa hình ảnh của mình đến gần hơn với cử tri. Bà Harris từng chia sẻ với người dẫn chương trình phát thanh Howard Stern trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng không phải lúc nào bà cũng thoải mái thể hiện tính cách của mình. Phó Tổng thống Kamala Harris nói, tôi cảm thấy thật không phải khi chia sẻ về bản thân, điều mà rõ ràng tôi đang làm ngay lúc này. Vài tuần gần đây, bà đã cẩn thận tiết lộ thêm nhiều thông tin cá nhân hơn. Phó Tổng thống nói với chương trình 60 Minutes của CBS News rằng vũ khí bà sở hữu là một khẩu súng lục Glock và bà thường sử dụng nó ở trường bắn. Đặc biệt, Phó Tổng thống tiết lộ tương đối chi tiết về sở thích âm nhạc của bản thân. Trong buổi trò chuyện trên chương trình podcast All The Smoke, Harris cho biết rapper Tupac Shakur và Too Short là hai nghệ sĩ bà yêu thích hàng đầu. Bà Harris đã chia sẻ về công việc rán khoai tây trong thời gian làm thêm tại McDonald's khi bà còn là sinh viên. Phó Tổng thống Kamala Harris chia sẻ, một phần lý do khiến tôi nói về việc từng làm việc tại McDonald's là vì có những người làm việc tại McDonald's ở đất nước chúng ta đang kiếm sống để nuôi gia đình. Tôi cũng từng làm việc ở đó khi còn là sinh viên. Tôi nghĩ một phần sự khác biệt giữa tôi và đối thủ là quan điểm về nhu cầu của người dân Mỹ và trách nhiệm của chúng tôi là đáp ứng những nhu cầu đó. Phó Tổng thống Harris cũng khoe với cử tri rằng bà sưu tập đĩa than cùng con trai và thích xem đua xe công thức 1. Bà Harris thích những túi khoai tây chiên Doritos cỡ lớn và thỉnh thoảng nhâm nhi cùng với bia. Bà Harris cũng nhấn mạnh xuất thân từ gia đình trung lưu của mình, tạo ra tương phản với một tỷ phú như ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và cho biết sẽ ưu tiên chống lạm phát nếu trở thành Tổng thống.
Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố, chúng ta sẽ xây dựng một tương lai mà ở đó chi phí sinh hoạt giảm xuống, đó sẽ là trọng tâm hàng ngày của tôi với tư cách Tổng thống Mỹ. Theo cuộc thăm dò gần đây do Wall Street Journal thực hiện tại 7 bang chiến trường, gần 1/5 cử tri cho biết họ cần tìm hiểu thêm về sự nghiệp và lập trường chính sách của bà Harris. Trong số những cử tri độc lập đặc biệt quan trọng đối với kết quả bầu cử, gần 40% nói rằng họ cần biết thêm về bà. Các cử tri trẻ tuổi cũng có chung vấn đề. Theo cuộc khảo sát, hơn 1/4 cử tri thuộc thế hệ Z nói rằng họ muốn có nhiều thông tin hơn về Phó Tổng thống. Điều này đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với ứng viên Đảng Dân Chủ, trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đang tung ra hàng loạt quảng cáo chiến lược tiêu cực về bà khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn nước rút. Ngược lại với Phó Tổng thống Harris, cựu Tổng thống Donald Trump được cử tri biết đến không chỉ vì nhiệm kỳ trước đây của ông, mà còn vì ông là một bậc thầy truyền thông, luôn biết cách đưa mình vào tâm điểm chú ý suốt hàng thập kỷ. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trải nghiệm các công việc như chiên khoai tây, giao đồ ăn cho khách tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's ở bang Pennsylvania hôm 20 tháng 10. Theo đài ABC News, ông Trump đã cởi áo vest, khoác tạp dề và được nhân viên cửa hàng hướng dẫn chiên khoai tây, rắc muối, chia đồ ăn vào túi và giao cho các khách hàng dừng xe mua đồ ăn nhanh. Cựu Tổng thống Mỹ được biết đến là fan của đồ ăn nhanh và là người sợ vi khuẩn, tỏ ra ấn tượng trước những dụng cụ của cửa hàng giúp ông không cần phải chạm tay trực tiếp vào đồ ăn. Nhiều người tỏ ra thích thú khi chứng kiến cựu Tổng thống Mỹ trải nghiệm công việc này. Đám đông đã xếp hàng trên phố bên ngoài cửa hàng ở Fisterville Travels ở quận Bucks, một khu vực cử tri dao động quan trọng ở phía bắc Philadelphia. Cửa hàng đồ ăn nhanh này đã không đón khách trong thời gian ông Trump đến trải nghiệm. Sau khi phục vụ những túi đồ ăn mang về cho khách hàng, ông Trump nghiêng người ra ngoài cửa sổ, vẫn đeo tạp dề để trả lời các câu hỏi từ truyền thông. Cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu vào tháng tới nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng. Tận dụng sự ủng hộ của người nổi tiếng. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 giữa hai ứng cử viên Kamala Harris và ông Donald Trump không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai luồng quan điểm về cách xử lý những vấn đề quan trọng của đất nước Mỹ, mà còn là cuộc đua hướng tới hai nhóm cử tri có quan điểm hoàn toàn khác nhau về những gì đang xảy ra. Bất cứ lực tác động nào từ phía cử tri dù rất nhỏ, chẳng hạn như sự ủng hộ từ những người nổi tiếng, có lẽ cũng sẽ góp phần tác động đến cán cân giữa hai ứng cử viên. Tiếng nói của người nổi tiếng đặc biệt thu hút các cử tri trẻ, và theo khảo sát, cử tri trẻ ở Mỹ có xu hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ. Vì vậy, điều này có tiềm năng trở thành một trong những sự ủng hộ có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ. Tại cuộc vận động tranh cử ở Clarkston, bang Georgia, bà Harris đã xuất hiện cùng nhiều nhân vật đình đám trong nỗ lực tận dụng danh tiếng của những người nổi tiếng để lôi kéo các cử tri ở các bang dao động. Sự kiện có sự góp mặt của cựu Tổng thống Barack Obama cùng các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như huyền thoại nhạc rock Bruce Springsteen. Đây cũng là lần đầu tiên ứng cử viên Đảng Dân Chủ xuất hiện trên đường đua vận động tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama. Bà Harris cũng xuất hiện cùng cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama vào ngày 26 tháng 10 tại Michigan, một trong 7 bang chiến trường quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra lời ca ngợi bà Harris. Tin tốt là Kamala Harris đã sẵn sàng cho công việc này. Đây là một nhà lãnh đạo đã đấu tranh thay mặt cho những người cần tiếng nói. Đây là người tin vào các giá trị của đất nước này. Cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris tại Clarkston cũng phản ánh vai trò quan trọng của cử tri gốc Phi ở bang Georgia. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang đẩy mạnh sự hiện diện của các ngôi sao da màu trong những ngày chạy nước rút, với sự xuất hiện của nam diễn viên Samuel L. Jackson và các đạo diễn Spike Lee và Tyler Perry. Trước đó, bà Harris đã tập hợp những người ủng hộ tại sự kiện vận động bỏ phiếu ở Atlanta với ca sĩ nhạc pop kiêm ngôi sao Usher. Vài giờ trước đó, tại một sự kiện vận động ở Detroit vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm của thành phố, Phó Tổng thống đã hợp tác với rapper người bản xứ Motor City Lizzo, trong khi nữ ca sĩ Beyoncé đã đồng hành với Phó Tổng thống ở Texas ngày 26 tháng 10. Theo nghiên cứu từ trường Harvard Kennedy, xem xét tác động của người nổi tiếng đến việc đăng ký cử tri và phát hiện rằng tính chân thực của họ đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu. Tác giả của bài nghiên cứu Ashley Spillane cho biết những người nổi tiếng thường có vị thế tốt nhất trong xã hội khi giải quyết các vấn đề cử tri thờ ơ. Khi người nổi tiếng tham gia vào chính trị, người dân cảm thấy họ làm điều đó vì sự chân thành, chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Điển hình là chỉ 24 giờ sau khi Taylor Swift ủng hộ bà Kamala Harris trên Instagram, gần 340.000 người truy cập vào vote.gov, trang web đăng ký cử tri, qua liên kết mà nữ ca sĩ đính kèm. Trước đó, cũng có khá nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ lên tiếng ủng hộ bà Harris như diễn viên Jennifer Garner, Julia Roberts. Về phía Đảng Cộng Hòa, tỷ phú công nghệ Elon Musk tỏ rõ sự ủng hộ với ông Donald Trump. Tỷ phú Elon Musk cam kết tặng 1 triệu USD một ngày cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông từ giờ cho tới khi ngày bầu cử Mỹ diễn ra.
Theo truyền thông Mỹ, ông chủ Tesla hậu thuẫn cho America PAC, một ủy ban hành động chính trị mà ông thành lập để ủng hộ ứng viên Donald Trump chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Musk đã trao khoảng 75 triệu USD cho nhóm này để chi tiêu ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong khoảng thời gian 3 tháng. Tỷ phú Elon Musk phát biểu ủng hộ ông Trump, "Tôi đến Pennsylvania vì một lý do rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng Pennsylvania là chốt chặn trong cuộc bầu cử này. Cuộc bầu cử quyết định số phận của nước Mỹ, và cùng với số phận của nước Mỹ, đó là số phận của nền văn minh phương Tây." Cùng với tỷ phú Elon Musk, các tỷ phú khác như Miriam Anderson và Richard Uyelein đã quyên góp tổng cộng khoảng 220 triệu USD cho các nhóm ủng hộ ông Trump. Bên cạnh sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk, ông Trump cũng nhận được sự ủng hộ của một số ngôi sao nổi tiếng Hollywood, trong đó có nam diễn viên Dennis Quaid. Tuy nhiên, khi người nổi tiếng công khai ủng hộ một nhân vật chính trị nào đó, không có gì chắc chắn những người ủng hộ sẽ có quyết định tương tự. Các chuyên gia gọi đây là công cụ cảm xúc, nhưng khi cảm xúc nhất thời qua đi, cử tri sẽ suy xét kỹ hơn và hành động theo lý trí nhiều hơn là cảm tính. Đặt cược vào podcast để thu hút cử tri mới. Hãng thông tấn AFP của Pháp đánh giá, để theo đuổi đối tượng khán giả mới, cả cựu Tổng thống Donald Trump và đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris phần lớn tránh xa các phương tiện truyền thông truyền thống. Các chuyên gia đánh giá, điều này phản ánh bức tranh truyền thông Mỹ đang thay đổi. Podcast trở thành kênh hiệu quả để các ứng cử viên nhắm mục tiêu đến những đối tượng khán giả khó tiếp cận. Lượng khán giả lắng nghe podcast ngày càng tăng, nhiều trong số họ là những người trẻ tuổi và có khả năng là cử tri bỏ phiếu lần đầu. Do đó, sức hấp dẫn của podcast là rõ ràng. Đơn cử, podcast của người dẫn chương trình Rogan có tới 17,5 triệu người đăng ký chỉ riêng trên YouTube và 14 triệu người trên Spotify. Theo Media Monitors, độ tuổi trung bình của những người lắng nghe podcast của Rogan chỉ là 24. Trong thập niên qua, báo in và tin tức truyền hình đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm độc giả, khán giả. Theo dữ liệu của Pew, trong cùng khoảng thời gian này, phạm vi tiếp cận của podcast tăng lên theo cấp số nhân, bao gồm cả đối với những khán thính giả coi chúng là nguồn tin tức. Pew phát hiện ra rằng khoảng 1/3 người trưởng thành Mỹ dưới 30 tuổi cho biết họ nghe podcast ít nhất một vài lần trong tuần. Giáo sư dự bị Megan Duncan của Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ cho rằng hệ sinh thái truyền thông Mỹ luôn thay đổi, vì vậy các chiến dịch cũng phải thay đổi. Trong một chiến dịch tranh cử như thế này, khi cử tri đã quá quen thuộc với những người được đề cử, bởi vậy việc tiếp cận những cử tri mới là điều hợp lý. Lựa chọn của bà Harris và ông Trump trên đường đua đã phản ánh sự thay đổi đáng kể này. Kể từ tháng 7, Phó Tổng thống Harris đã tham gia 6 podcast với kế hoạch sẽ tiếp tục góp giọng trong thời gian tới. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Trump đã nhiệt tình tham gia tới 16 podcast, nói chuyện với những người dẫn chương trình từ các ngôi sao thể thao đến những nhân vật thích chơi khăm trên YouTube. Hầu hết đều có lượng khán giả là nam giới áp đảo. Vậy, các ứng viên sẽ đạt được điều gì qua những thay đổi này? Theo các chuyên gia, những cuộc trò chuyện dài trên podcast được thực hiện trong bầu không khí thoải mái hơn so với trả lời phỏng vấn với các nhà báo chuyên nghiệp. Một sức hút khác là sức ảnh hưởng mà những người dẫn chương trình podcast nổi tiếng có thể tạo ra đối với khán thính giả của họ. Khán thính giả podcast là những người trung thành. Người dẫn chương trình podcast tạo ra kết nối thông qua tai nghe, trực tiếp vào tai người nghe. Điều này tạo ra cảm giác giống như một cuộc trò chuyện gần gũi của mối quan hệ thân mật. Sự quen thuộc khi lắng nghe những người dẫn chương trình nói chuyện cởi mở về cuộc sống của họ nhiều lần một tuần cũng có thể tạo ra mối quan hệ bán xã hội cho khán thính giả. Điều đó có thể mang lại cho người dẫn chương trình sức mạnh đáng kể để định hình quan điểm của người nghe. Cả bà Harris và ông Trump đều đang dồn lực tung ra hàng loạt con át chủ bài mang tính quyết định trong giai đoạn nước rút cuối cùng trước ngày bầu cử 5 tháng 11 sắp tới. Dù thế trận hai bên đang đặt ra là gì, cũng hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, kịch tính, khiến cho việc dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ càng trở nên hồi hộp hơn.